Chụp ảnh mà toàn cát thế này, đừng bảo sao về khó thở. Còn dám chụp thêm tấm này nữa coi. Chết với tôi. Lưu bí kíp này ngay. Thử cho bạn nữ đi trên cồn cát xuống, hạ thấp góc mái để tạo chiều sâu. Cho bạn nữ vào tỷ lệ 1/3 thần thánh. Bụp. Giờ cho bạn nữ đi xuống dưới nè. Mình từ trên chụp xuống nha. Góc không thấy mặt, luôn luôn đẹp. Xoay ngang điện thoại cho bạn nữ ngồi xuống hòa mình vào cát. Hòa mình chứ không hòa tan nha. Hạ góc mái ngang bằng bạn nữ, vẫn là tỷ lệ 1/3. Rồi bấm chụp. Hãy tranh thủ chụp cận để làm rõ công make up 2 tiếng nè. Góc nghiêng thần thánh, luôn luôn ấn tượng. Người chụp có tâm á, thì mẫu không cần gò bó tạo dáng nhiều, ảnh vẫn rất nghệ nha. Đây là một trong rất nhiều kỹ thuật được chia sẻ trong khóa học quay chụp bằng điện thoại online và offline của Sam.